This is the crepe myrtle flowering right now. As you can see, a lot of flowers. Chào các bạn, đây là hoa tử bi. Hoa tử bi là rất là đẹp. Let me get real close so you guys can see it. Look at the flowering. Oh, look at the bee. Sucking on the pollen. Đây là hoa tử bi các bạn, rất là đẹp, nó mọc chùm á. Ở tuốt trên đỉnh nè, các bạn có thể nhìn thấy tha hồ. Rất là đẹp. And this is the trunk right here. You can see the trunk. Đây là thân cây. At the summer real hot, the flowering very, very go crazy. They blooming like crazy. Cái hễ mà nó càng nóng là cái hoa này nó sẽ nở bông rất là nhiều nha các bạn. Đây là nụ của nó nè. Nó sẽ nở bông ra. This is the second one. Đây là một cây thứ hai của mình. Đây là cây thứ hai của mình nè. The second one right here. And it's blooming too. Bông nở rất là nhiều các bạn. And this is the trunk. Các bạn có thể nhìn thấy cây đó.